Dạ rồi, xin mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai xa cây kiển trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay vườn của bạn Nam ha, lên giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây mai ha. Phú Tân nè, rồi cúc thọ hương cô chú anh chị ha, rồi dảo siêu dảo đao phúc cô chú anh chị ha. Đó, thì đại lộc nữa nè cô chú anh chị ha. Hàng chợ Tết năm 2023 mong cô chú anh chị mình vào xem ủng hộ cho bạn Nam nha cô chú anh chị. Thì vườn của bạn Nam hôm nay giao lưu ha, mức giá cũng hữu nghị của chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị mình đầu clip cho em xin ha một like, một đăng ký kênh để khi kênh về video mới của chú anh chị mình vào xem, để có khi cô chú anh chị mình vào xem nhận được thông báo mình có khi mà kênh ra video mới á, cô chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Rồi hôm đó thời gian này mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến kênh thì cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ha, những cái lô mai giống như cho cô chú anh chị mình chơi Tết hoặc làm lấy bo ghép cho cô chú anh chị. Rồi thì vào cây đầu clip ha, thì là một cây dảo hơn mà cô chú anh chị. Dạ, dảo hơn mã số 1A. Nguyên cái cũ. 1K đi cô chú anh chị. Rồi mã số 1K ha, cái dàn đế giữ dàn cái dàn đế của chú anh chị ha, dòm ha. Rồi, đó thông số luôn bạn ơi. Rồi. Quỳnh hơn của cây là được được 8 nha cô chú anh chị. Rồi, nụ nhiều lắm nha cô chú anh chị, nụ dữ lắm, nụ nhiều lắm nha. Chiều cao 54, rồi. Tán ngang là 60. Rồi. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá chỉ là 290.000 bao phí ship luôn nha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 2K. Rồi, tiếp theo mã số 2K là cũng là một cây Phú Tân luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này tàn rất là lớn luôn ha. Nguyên cái cũ nè cô chú anh chị ha. Đó. Hai cái dòng lò xo ha, rễ bỏ đều luôn cô chú anh chị, liền cốt 100% ha. Đó, hàng nói chung là liền cốt thì cô chú anh chị mình an tâm về nút nụ ha. Rồi, quỳnh thân của cây là được 6 ha. Rồi. Củ đế là được 17. Chiều cao là 56. Tàn rất là lớn cô chú anh chị. Tán ngang là 68. Rồi. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá chỉ 220.000 bao phí ship ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo là mã số 3K. 3K là một cây cúc họ hương luôn nha cô chú anh chị. Tàn khá là tròn ha. Rồi. Ừ. Đế thì quấn rất đẹp luôn nè. Nguyên cái cụ đế rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi, tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Rồi, quanh thân của cây là được 6. Rồi. Hình cụ đế là được 18. Rồi. Chiều cao là được 60. Tán ngang là được 54. Rồi. Rồi, cái hậu hương này luôn cô chú anh chị mình ha. Giá chỉ là 220.000 nha. Rồi, 220.000 ha. Rồi, rồi. Rồi, cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 4K. Rồi. 4K là một cây đà lộc luôn nha cô chú anh chị. Nguyên cái cũ nè cô chú anh chị ha. Quá trời cái cũ nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, quanh thân là được 7 ha. Rồi. Cũ 17. Nụ ngon lành nha cô chú anh chị mình. Chiều cao 60. Tán ngang 46. Rồi. Rồi cái này lưu giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha, giá trị cũng là 240.000 bao phí ship nha. Rồi, đổi cây. Rồi. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số 5K là một cây Phú Tân luôn cô chú anh chị. Cây này tàn tròn ha, quấn đế cũng khá đẹp nè cô chú anh chị. Nhìn cái củ đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Thông số luôn, liền có 100% cô chú anh chị. Rồi, bệnh thân là được 7 ha. Rồi. Chiều cao 61. Tán ngang 58. Rồi. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 200.000 bao phí ship luôn. Đổi cây. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 6K. Rồi tiếp theo là mã số 6K là một cây cúc họ hương nha cô chú anh chị. Rồi. Cúc họ hương ha, quấn đế là so 4 dòng luôn cô chú anh chị. Rồi, quanh thân là 6. Chiều cao là được 78. Liền cốt 100% cô chú anh chị. Tán ngang 52. Nụ nè cô chú anh chị ha. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá chỉ là 220.000 ha. Rồi 220.000 bao phí ha. Rồi, mã số 6K. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 7K. 7K là một cái cúc họ hương đó nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Nè, cây lên nụ nè cô chú anh chị ha. Hàng có nụ hết rồi cô chú anh chị. Rồi quanh thân là được 6. Nè, nụ chùm chùm luôn cô chú anh chị ha. Củ đế là 13. Nè, liền cốt ha, củ đế nè cô chú anh chị. Chiều cao 65. Tán ngang 52. Rồi. Rồi, cái hậu hương này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng là 200.000 bao phí ship luôn. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 8K. Rồi 8K. 8K là một cây đà lộc nha cô chú anh chị. Cái này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Cụ đế rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị ơi. Rồi. Nguyên cái dàn cũ nè cô chú anh chị ha. Nốt nụ ngon lành luôn cô chú anh chị.
Rồi. Rồi quanh thân cây là được 8, quanh củ là được 15. Chiều cao là được 64, tán ngang là 52. Rồi. Cây này thì vô nút nụ hết rồi hết cô chú anh chị. Hàng chuẩn Tết à. Vậy. Rồi, cây này giao cô chú anh chị mình giá là 240 ha. Rồi, đổi cây. Rồi em xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 9K cũng là một cây dạo Phú Tân ha cô chú anh chị. Rồi, tàn khá luôn cô chú anh chị. 24 cánh ha. Nguyên cái củ nè cô chú anh chị ha. Cây nào cũng có củ hết cô chú anh chị nè, nguyên cái củ đế nè, rất là đẹp nha. Rồi, thông số luôn bạn ơi. Rồi, quanh thân có 500 6. Củ đế 13. Rồi, nụ nè cô chú anh chị ha. Phú Tân thì nụ nó hơi nhỏ nha cô chú anh chị. Nó tại cái giống nó nụ nhỏ chứ không phải là 48. Nụ non nha cô chú anh chị. Rồi, cây này giao lưu giúp cô chú anh chị giá cũng là 220 ha. Rồi, 220 một cây quá đẹp luôn cô chú anh chị. Số là 9K, em xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 10K. Rồi, tiếp theo là mã số 10K. 10K là một cây đà lộc nha cô chú anh chị. Cây này thì nút nụ khỏi chơi luôn nè. Nút no tròn cô chú anh chị. Nụ dữ dằn nụ nha cô chú anh chị. Nhìn nút là biết chuẩn Tết ha cô chú anh chị. Đà lộc thì nụ nó to chứ nói chung là đà lộc nó rất là khó nở cô chú anh chị ha, nên là bông nó nụ nó phải lớn cô chú anh chị, lấy lớn trước nha. Quanh củ 19. Rồi. Chiều cao 55. Tán ngang 44. Rồi. Rồi cây đà lộc nha cô chú anh chị, mình giá là 220.000 bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, mã số 10K. Rồi, tiếp theo mã số 11K. Rồi, 11K là một cây Phú Tân luôn cô chú anh chị. Cây Phú Tân ha, quấn rễ rất đẹp luôn nha. Cái đế này cô chú anh chị mình dòm giùm em nha. Đó, cái quái luôn. Đế rất là quái ha. Quanh thân là 6. Rồi. Quanh củ tổng là được 20. Chiều cao 55. Tới ngay 50. Rồi. Rồi, cái này giao lưu của chính chị mình giá là 210.000 ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, tiếp theo mã số 12K cũng là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này liền cốt 100% cô chú anh chị. Rồi, quanh thân là 6. Rồi. Chiều cao là 50. Tới ngay 54. Rồi. Rồi, cái giao lưu của chú anh chị mình ha. Giá cục chỉ là 200.000 em bao phí ship luôn. Rồi, đổi cây. Xuống cây. Rồi, thì cây cúc cam này là cũng là một mã cuối clip cho cô chú anh chị. Thì em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha. Và ủng hộ cho em trong các clip trước nha. Thì trong quá trình quay clip thì sơ xuất mong cô chú anh chị hương tình bỏ qua giúp em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866 459094 nha cô chú anh chị. Rất mong được cô chú anh chị mình hương tình ủng hộ ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong các clip trước ạ. Mong clip này cô chú anh chị mình cũng vào xem ủng hộ cho bạn Nam cô chú anh chị ha. Thì trong quá trình quay clip có gì sơ suất cũng mong cô chú anh chị mình bỏ qua cho kênh cũng như là bạn Nam ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.